VNSAI kính chào quý vị các bạn. Hôm nay VNSAI về dự cái khai mạc hội chợ trưng bày triển lãm cây cảnh nghệ thuật các câu lạc bộ nhà vườn xây dựng cảnh trong và ngoài thị trấn Cồn ngày 21 tháng 5 2022. VNSAI sẽ đi chia sẻ với quý vị một chút để quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng. Về đây VNSAI cũng vừa đi một lượt để chiêm ngưỡng thì có đầy đủ các tác phẩm quý vị ạ. Cây to, cây nhỏ đầy đủ hết. Website sẽ đứng trên này chia sẻ một lượt cho quý vị các bạn nhìn cái view tổng thể. Đấy, quý vị. Nhỏ thôi nhưng mà rất ấm áp, đầy đủ những tác phẩm cây cổ, cây đương đại, cây nghệ thuật và những cây cắt lùn lực, cắt giật cũng đầy đủ tại cái sân chơi này. Website cảm nhận đây là một không khí rất là vui cho làng cây cảnh Việt Nam. Anh em trưng bày rất là kỹ càng quý vị ạ, rất là sạch sẽ về tất cả mọi tác phẩm ở đây. Ở ngay giữa đây là có một tác phẩm cây xanh cổ đại thụ tâm phúc quý vị ạ, một cây xanh quê nhưng mà rất già. Video sai chắc là chỉ chia sẻ cho quý vị một lượt cái không gian toàn cảnh để chúng ta cùng biết được không khí đang triển lãm ở bên này. Chứ nếu mà quay kỹ đi tất cả thì chắc hơi lâu quý vị ạ, lâu lắm. Bây giờ sai chia sẻ một lượt quý vị nhé. Em Hưng có lên ảnh không? Anh cho Hưng lên ảnh luôn. Ảnh cây rất đẹp này. Cây này của em Vũ Hoàng Sử, cây mỹ ba thân quý vị ạ. Cây này là một cây của con sai sân trường Đình Thành Hạnh, cây nghệ thuật thế quý vị ạ. Nhiều lắm quý vị ạ, nhưng mà hầu như những cây mini để bán thôi, còn cây to thì cũng không nhiều lắm. Thế vào sáng nay có kênh của bạn Hoàng Đình Thiệp về chia sẻ kỹ rồi, thì VNSAI chỉ đi lướt qua như này thì quý vị các bạn chuyển về kênh của nghệ thuật VNSAI của em Hoàng Đình Thiệp để theo dõi kỹ những tác phẩm hơn. Anh em Ninh Bình bắt được con nào thì nổ một cái mang về Ninh Bình nào. Ủa, cái này cây điền hay quê về hả Sử ơi? Điền à? Một cái điền. Dễ thả nhiều nha. Để trôi luôn này. À, cây của em Hạnh là gì nữa? Đinh Thanh Hạnh. Con sai sân trường. Đây, cây này em Sử Tôm cũng lộ giá quý vị ạ. Em mua 79 triệu. Và vừa nãy VNSAI có hỏi em bảo 89 triệu là em bán thôi. Thì quý vị các bạn alo số điện thoại này là được mà.
Tôi biết em sai biết cái thông tin này rồi thì chia sẻ kỹ luôn cho quý vị ngắm luôn, để quý vị xem có chốt qua hình ảnh được không, xem liệu có nhầm không. Em Sử nói rõ đây là 8-9 triệu là bán quý vị nhá. Quay già tới chi dăm rồi quý vị ạ. Rất đẹp. Cây đây thì rất nhiều những cây bằng tay quý vị ạ. Nhưng mà nếu để mà chia sẻ kỹ đây. Đây à, ở Hưng đây à. Anh Lịch đang thích cây này anh Lịch. Anh hỏi giá đi. Cây của ai? Của Phạm Quốc Hưng, có phải tay Hưng Đen đâu? Hưng Đen. Ở Hưng Đen ở Hẹo vậy à? À. Sao bé nó 5 cây già nhỉ? Vậy à? Anh Lịch gọi điện cho xem nó đâu chốt cây này được. Bạn Dũng ơi, chào bạn Dũng Đen Ninh Bình nha. Bạn xem bạn chốt cây của Hưng Đen Ninh Bình đi. À quên, Hưng Đen Hẹo. Chốt. Hưng Đen đấy. Anh em làm giá đi, nếu mà nổ thì video sai đến để sẽ chia sẻ bắt tay. À, thưa quý vị các bạn, nếu mà để quay kỹ thì video sai sẽ mất rất nhiều thời gian. Và nó đang hơi nắng thì đây là video sai xin phép được chia sẻ tổng thể một cái video này để đưa đến quý vị các bạn cái thông tin đang triển lãm ở thị trấn Cồn. Thì để video sai sẽ hỏi một chút xem là diễn ra là bao lâu. Em ơi, cho anh hỏi thích. Và anh hỏi xíu. Em đứng đây anh hỏi chút nào. À, chào em nhá. Anh là Thắng ở Ninh Bình. Em tên là gì nhỉ? Em tên Thiêm. Thiêm à? Thiêm ơi, thì cái triển lãm này nó ra khoảng bao nhiêu ngày? Em đứng nhìn anh đi. Dạ, từ hôm nay. Đúng rồi. Ngày 19 là nhận cây. Cho đến ngày 24. À đến 24. Dạ. Hôm nay là bắt đầu vừa khai mạc. Dạ, là đến ngày 24 là sẽ trả cây. Dạ, ok. Ok, đấy. Thưa quý vị các bạn, qua thông tin của ban tổ chức sẽ chia sẻ là đến ngày 24 là sẽ trả cây quý vị nhá. Thì mời quý vị các bạn là sẽ dành một chút thời gian để tranh thủ về với thị trấn Cồn để chúng ta cùng xem và giao lưu được cái cây bương tay nào không. Yên Sai là xin phép được chia sẻ cái thông tin là như vậy. Cây thì thưa quý vị các bạn là còn phía này là những cây to đấy ạ. Yên Sai ra phía hông này để chia sẻ quý vị những tác phẩm to. Cây này thì của bạn Duẩn rồi, của em Duẩn. Cây này thì em Sai có biết. Một những cây rất là quý của nhà em vườn em Duẩn đây.